Dobrý den. Ahoj všichni, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đến với Học Tiếng Séc cùng Tamda và Magnus. Mình tên là Ngọc và hiện giờ mình đang làm giáo viên tại một trường tiểu học ở Lebuch và Ngọc cũng dạy tiếng Séc tại trung tâm Magnus ở Praha nữa. Để cập nhật các khóa học tiếng Séc, các bạn hãy liên lạc với Ngọc hoặc vào trang Facebook của Magnus tại đây. Jaký je váš oblíbený předmět? Jaký je váš oblíbený předmět? Môn học yêu thích của các bạn là môn học nào? Můj oblíbený předmět je český jazyk. Můj oblíbený předmět je český jazyk. Môn học yêu thích của mình là tiếng Séc. A kam chodíte do školy? A kam chodíte do školy? Và các bạn đi học ở đâu? Chodím do základní školy. Chodím do základní školy. Tôi đi học ở trường tiểu học. Và chào mừng các bạn đến với chủ đề của ngày hôm nay, trường học, škola. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ học về các loại trường và chúng ta tăng vốn từ về ngành giáo dục. Tak pojďme na to. Jesle. Jesle. Nghĩa là trường mầm non dành cho các bé từ 1 đến 3 tuổi. Mateřská škola. Mateřská škola. Các bạn có thể thấy từ viết tắt là MŠ. MŠ. Và đây có nghĩa là trường mầm non. Základní škola. Základní škola. ZŠ. ZŠ. Có nghĩa là trường tiểu học. Střední škola. Střední škola. SŠ, SŠ, có nghĩa là trường cấp 3. Gymnázium, gymnázium, là trường chuyên. Střední odborné učiliště, střední odborné učiliště, có nghĩa là trường cấp 3, nhưng mà trường chuyên về các nghề. Vysoká škola, vysoká škola, VŠ, VŠ, nghĩa là trường đại học. Chúng ta còn có một kiểu trường nữa và đó là Základní umělecká škola. Základní umělecká škola. Viết tắt là ZUŠ, ZUŠ. Và trường học này các bé không bắt buộc cần phải đến bởi vì trường này là trường học ngoại khóa. Tại trường này mọi người có thể học các môn như là Kreslení, kreslení, môn vẽ. Hra na klavír, hra na klavír, nghĩa là chơi đàn piano. Hra na housle, hra na housle, chơi đàn violon. Tanec, tanec, hoặc chúng ta cũng có thể gọi là tancování, tancování, có nghĩa là nhảy. Ballet, ballet, là múa ballet. Zpěv, zpěv, là môn hát. Và vân vân. Còn rất là nhiều môn nữa. Vân vân trong tiếng Séc chúng ta sẽ nói là a tak dále. A tak dále. Vậy khi đi học chúng ta nên biết thêm những vốn từ nào? Hodina. Vyučovací hodina. Hodina hoặc là vyučovací hodina, nghĩa là giờ học. Volná hodina, volná hodina, nghĩa là giờ rảnh. Lekce, lekce, tiết học. Přestávka, přestávka, giờ nghỉ giải lao. Kroužek, kroužek, ngoại khóa. Doučování, doučování, có nghĩa là học thêm. Và còn một nơi các bé hay đến đó là družina. Družina nghĩa là bán chú. Vậy ngay bây giờ Ngọc sẽ nói đến những người trong trường học. Những từ này cũng rất quan trọng tại vì là các bạn, những bạn nào mà đi học mới sang mà muốn đi vào trường cấp 3, cấp 2 hay là các phụ huynh để biết cách xưng hô với các thầy cô trong trường thì đây là những người trong trường. Lidé ve škole.
lidé ve škole. Paní učitelka, kozáo. Pan učitel, kmila tajzáo. Paní asistentka, ko čozáo. Pan asistent, la tej čozáo. Paní vychovatelka, hoặc chúng ta cũng có thể gọi là paní družinářka, nghĩa là cô trông trẻ. Paní kuchařka, nghĩa là cô ở trong bếp hoặc là cô đầu bếp. Pan školník, là người chăm sóc hoặc là sửa chữa trường học. Pan ředitel, là thầy hiệu trưởng. Paní ředitelka, bà hiệu trưởng. Paní zástupkyně, bà phó hiệu trưởng. Pan zástupce, là thầy phó hiệu trưởng. Tuyệt vời ông mặt trời! Cảm ơn các bạn đã theo dõi buổi học ngày hôm nay và Ngọc xin chúc các bạn một ngày nhiều niềm vui. Nhìn tới sẽ class nha!